Kìa, chúng ta sẽ trở lại với bảo vệ tổng thống bạn, nhưng mà trên điện thoại. Thanh niên chào thì tướng hơi nó hơi kỳ, nhưng mà em BB thân hạnh tài trợ video này các bạn. Hôm nay mình sẽ qua Alaska để bảo vệ tổng thống nha bạn, mướn máy bay qua đó luôn tại em BB tài trợ mà các bạn. Đây là cái nơi mà tổng thống sẽ bị bắn lén, bắn trước mặt. Đấy là mình phải có nhiệm bó có mấy cái nút nè bạn, mình có nhiệm vụ này là bay chụp chụp thú môn bạn, chụp gôn. Nhưng mà cái này là chụp tổng thống mà mình chụp chưa kịp bạn ơi, nhảy nhảy. Cái này là quay chậm bạn, quay chậm. Ui nó bắn cái. Ôi được không, được không, được không? Ừ hụt rồi bạn. Thấy chưa, nó là gọi là bảo vệ tinh tú vải. Nó lại quảng cáo. Đây là có những bức tường mày ơi. Ôi, hình như nó bắn rồi đúng không? Đi qua lẹ mày ơi. Ui, gì ấy? Mẹ, ơi, đứng lên, nó bắn kìa. Từ từ, slow down. Rồi, Facebook Gaming đã tài trợ chương trình này nha bạn. Mày bắn ơi. Win rồi, phải win rồi. Ừ, đúng rồi. Càng ngày càng dễ bạn ơi. Trời ơi, đứng trước luôn. Ôi, đứng lên. Ừ. Hay quá, vẫn còn sống bạn, tại mình mang áo giáp bạn. Ôi. Trời ơi, nhảy không được luôn. Ủa gì vậy? Tính ra là bắn ông tổng thống mà mấy bức tường nó văng là sao? Mà ai để mấy bức tường nó ngu vậy? Mình sẽ đi qua bạn. Trời ơi. Ôi. Xanh á, ơi đứng lên. Chụp tổng thống. Chụp không nổi luôn. Ôi, chụp luôn nè, chụp ông nè. Đấy. Đúng rồi, có ai bắn trúng đâu. Không biết ông này ông làm gì bên Alaska. Xanh á. Không biết làm gì bên Alaska đó thì mình không biết. Chụp. Ôi giời, đụng luôn. Không thèm bắn luôn mày. Mình không nghe tiếng gì luôn. Rồi nó bắn rồi đó. Sao mình thấy tia laser mà mấy hàng bảo vệ không thấy ta? Mấy hàng đi ở dưới bạn, sao nó không thấy mà nó cứ bắt mình bảo vệ là thế nào? Bạn cứ mặc định bạn đụng vào ổng là bạn win. Đấy, các bạn đụng vào ổng là bạn win. Nó cứ vậy đó bạn. Nhảy nè. Nhảy. Ôi, chết bà, thủ môn bay rồi. Ôi. Đứng lên. Súng bắn hơi lâu nha. Sắp tới nơi luôn rồi, chờ hơn một tiếng đồng hồ luôn rồi vẫn chưa bắn nữa. Alo alo bà con, xin nghe bà con nghe không, nghe không? Không nghe không? Hôm nay tôi sẽ lên bầu cử tổng thống. Tôi là bạn của ông nội tổng thống này nè. Ngồi nó bắn rồi kìa. Đấy. Nãy luôn chả khác gì hết. Ui, đẩy ông ra rồi, thôi được rồi bạn. Nhà ông đứng vậy nha. Ủa gì vậy? Tại sao mày càng ngày càng dễ hơn là sao nha? Mày gì sao? Mình có 1.400 đô thì mình sẽ làm cái gì vậy bạn? Mày có thể mua cát nước. Đấy nó ngầu lên xíu rồi nè các bạn. Đấy. Ôi ơi ơi. Ừ đúng rồi. Rồi mày đứng đó nó bắn, tại nó chưa có bắn mà bạn nó đứng nó bắn nữa. Một khoảnh khắc cực ngầu các bạn. Chụp cái chân của ổng. Nói gì ba? Gì ba? Trời ơi. Xin tuyên bố nha. Để chết ba. Chưa tuyên bố nữa. Tao xin tuyên bố hàng bắn ông tổng thống nha. Giờ rồi dấp mấy cái rồi chưa bắn nữa. Bắn lẹ lên. Ông còn quẩy tay rồi bắn thôi không? Mẹ, mình khám phá quanh đây luôn coi sao bạn. Nó cũng vậy hả bạn ơi. Rồi bắn súng gì lè mà ai mà thuê ổng. Thuê chắc một đô quá. Happy feet. One more combo. Dave Falco. Oh! 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 O
Ôi, đấy, hồi rồi. Không thắng nữa mới lạ, đứng đó không thắng nữa mới lạ. Sao mà trúng được? Thôi, tôi xin tuyên bố tự game tôi là nó bắt phải mở map lên. Mở map mới chơi được mà tôi không có tiền rồi. Tôi xin tuyên bố giải nghệ bảo vệ tổng thống đây. Bye bye bà con, và tôi đắc cử tổng thống luôn á.